Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Rắc Lai Ninh Thuận được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Người dân phấn khởi khi tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm đoạn phía nam hoàn thành đưa vào sử dụng. Quảng Ngãi cảnh báo học sinh đuối nước. Đắk Lắk xử lý xe khách chạy sai hành trình, vượt ẩu và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Rắc Lai, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Lễ ăn mừng đầu lúa mới là một phong tục truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Rắc Lai, Ninh Thuận. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 3, tháng 4 âm lịch sau khi đã thu hoạch vụ mùa sản xuất trong năm. Các nghi lễ được tổ chức trong thời gian 3 ngày. Lễ hội thường được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần. Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các nghi lễ theo tín ngưỡng truyền thống, còn có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, giao lưu, thăm hỏi của bà con trong dòng tộc, cũng như của cộng đồng người Rắc Lai ở các làng lân cận trong khu vực. Việc đưa lễ hội ăn mừng đầu lúa mới của người Rắc Lai tỉnh Ninh Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ tạo điều kiện và cơ sở pháp lý để xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào dân tộc Rắc Lai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Ninh Thuận đón 240.500 lượt khách, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 457 tỷ đồng, tăng 62,1% so với cùng kỳ. Để tiếp tục thu hút du khách, thời gian tới Ninh Thuận sẽ hỗ trợ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đầu tư xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sàn của đồng bào Rắc Lai, nhà cổ của đồng bào Chăm kinh doanh du lịch homestay, đồng thời hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá du lịch, hỗ trợ duy trì phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chuyển hai sân bay quân sự Thành Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận và Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch hệ thống sân bay thời kỳ 2021-2030. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc rà soát hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tại báo cáo, Cục Hàng không đã đề xuất chuyển hai sân bay quân sự Thành Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận và sân bay Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch hệ thống sân bay thời kỳ 2021-2030. Theo đó, thời kỳ 2021-2030, công suất sân bay Thành Sơn là 1,5 triệu khách trên một năm, tầm nhìn 2050, công suất 3 triệu khách trên một năm. Sân bay Biên Hòa thời kỳ 2021-2030 có công suất 5 triệu khách trên một năm, tầm nhìn 2050, công suất 10 triệu khách trên một năm. Đến thời điểm này, các đồn biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân 13 xã biên giới ra quyết định công nhận 215 hộ gia đình và 260 cá nhân đăng ký tham gia tự quản, bảo vệ trên 290 km đường biên giới và 86 mốc quốc giới. Có 110 tổ trên 1.008 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự làng thôn trên khu vực biên giới của tỉnh. Với những đóng góp quan trọng trong tham gia tự quản đường biên, mốc giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào này. Hàng năm, số lượng cá nhân đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên cột mốc ngày càng tăng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, dự án tuyến đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đô thị của tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn. Qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hơn 50 năm sinh sống ở đây, ông Trịnh Văn Tổng chưa từng nghĩ con đường đất bụi bặm với 20 điểm ngập lụt khi có mưa bão. Này là tuyến đường rộng rãi, thẳng thấp, sạch đẹp.
Vui mừng, phấn khởi là cảm xúc không chỉ của ông Tổng, mà còn của đông đảo người dân sống hai bên tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đoạn phía Nam, khi tuyến đường mơ ước mấy chục năm đã thành hiện thực. Thì tôi là người dân sống hưởng cái lợi của cái đường đôi này, thì nói chung là bây giờ là nhà nước mở đường đôi thì cuộc sống gia đình tôi buôn bán rồi đi lại rất là thuận lợi. Rồi cái người dân cũng đi trên tuyến đường này rất người ta phấn khởi. Trước đây thì đường chưa giải phóng thì đường rất là chật, đường hư hỏng rồi nước ngập lụt nên bà con đi lại rất là khó. Hôm nay thì rất thuận tiện, bà con đi lại rất hồ hởi, rất hạnh phúc trong dòng người. Dự án tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm đoạn phía Nam có tổng mức đầu tư hơn 503,8 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 2,5 km, từ cầu Đảo Long 1, phường Đảo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đến ngã Ba Long Bình, xã An Hải, huyện Định Phước. Dự án còn được đầu tư xây dựng hạng mục khu tái định cư với diện tích 4,22 ha, gồm khoảng 180 lô đất để giải quyết tái định cư cho người dân. Sau hơn 2 năm triển khai, tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Không phải riêng là cái bà con của địa bàn trong cái địa phương mà cho hưởng lợi của hai bên, mà cả cái thành phố, cả cái huyện Ninh Phước đều hưởng lợi cho cái con đường này. Nhất là về vấn đề là giao thông, cái nhất là điện đường nó đã hoàn thành, giảm đi một cái tỷ lệ giao thông rất là quan trọng. Cái hai nữa, bà con hai bên hưởng lợi là được con đường trung chuyển và mình làm ăn buôn bán thì phát triển. Sau khi mà tuyến đường đôi được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng thì không chỉ riêng công ty Tùng An mà mình thấy cư dân hai bên đường thì rất cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Bởi vì sau khi hoàn thành thì trước nhà, trước công ty thì cơ sở hạ tầng rất khang trang, có điện chiếu sáng, có cây xanh. Thì bà con hai bên và cả công ty thì làm ăn nó cũng thuận tiện và nó phát triển hơn so với trước khi chưa làm tuyến đường đôi vào thành phố. Với việc hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án tuyến đường đôi vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm đoạn phía Nam sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Mặt khác, tuyến đường còn tạo tiền đề để khai thác quỹ đất trong khu vực phạm vi dự án, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng Phan Rang Tháp Chàm trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Bản tin tiếp tục với những tin tức về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định số 09 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 14 năm 2021, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ cần hơn 29.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển nhà ở. Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh sẽ nâng chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 98,5%. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng trên 16 triệu mét vuông sàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xác định nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 sẽ tăng thêm 19.147 tỷ đồng từ 9.878 lên 29.026 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương 90,04 tỷ đồng, ngân sách địa phương 36,73 tỷ đồng và nguồn vốn từ doanh nghiệp, vốn hỗ trợ cá nhân là 28.899 tỷ đồng. Tỉnh sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển nhà ở thông qua nhiều hình thức như huy động vốn của doanh nghiệp, huy động từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, huy động hiệu quả nguồn vốn nước ngoài thông qua các cơ chế huy động tài chính quốc tế như quỹ đầu tư, quỹ tín thác bất động sản, liên doanh, liên kết thực hiện dự án nhà ở, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển nhà ở xã hội. Cũng liên quan đến chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bắc Ái thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đề án này sẽ tập trung xóa nhà tạm, nhà dột cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, không dựa hoàn toàn vào nguồn lực nhà nước mà huyện Bắc Ái đã khuyến khích người dân nỗ lực phát triển kinh tế, tự xây dựng nhà ở và huy động nguồn lực xã hội xóa nhà tạm cho những đối tượng mất khả năng lao động. Căn nhà nhỏ có diện tích 55m2, giá trị xây dựng 80 triệu đồng. Đối với người khác có vẻ khiêm tốn,
Nhưng đối với ông Bi Năng Hồng ở thôn Bạc Trai 1, xã Phước Bình, đó là một giấc mơ. Ở tuổi 65, không còn đủ sức để làm rẫy, bệnh tật triền miên nên căn nhà cũng trống trước hụt sau. Trước hoàn cảnh của ông Hồng, chính quyền địa phương đã kêu gọi một doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng và con cái dòng họ đóng góp thêm 20 triệu đồng để ông Bi Năng Hồng có căn nhà mới khang trang. Có nhà hạnh phúc là cũng đầm ấm mình, cũng là vui lòng. Khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên là cách thức xóa nhà tạm bền vững nhất. Gia đình chị Trâm Ma Lé Thị Khoánh ở thôn Núi Ray, xã Phước Chính chỉ có 6 sào đất trồng mì. Đất ít nên chị hầu như tự làm một mình để chồng đi phụ hồ. Sau gần 7 năm, chị đã tích góp được 110 triệu đồng để xây dựng tổ ấm riêng cho gia đình mình. Căn nhà là niềm tự hào vì được kết tinh từ chính sức lao động của hai vợ chồng. Kinh tế thì cũng khó khăn, không có dư giả gì. Mình đi làm, mình vừa tiết kiệm, tự hào được xây được một cái nhà cho bản thân mình. Qua rà soát, huyện Bác Ái còn 759 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và 139 hộ còn sửa chữa nhà ở. Con số này không thể dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng mà cần chính sách hỗ trợ căn cơ từ nguồn lực nhà nước. Trong năm 2023, đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ phân bổ cho huyện Bác Ái 9 tỷ 640 triệu đồng để xây mới 241 căn nhà cho hộ nghèo. Mỗi căn nhà sẽ được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng và chủ hộ phải đóng góp tối thiểu thêm 20 triệu đồng, đảm bảo diện tích tối thiểu 30m². Họp xét từ thôn có cái sự tham gia của tất cả các người dân trên địa bàn của từng thôn và các cái biên bản cuộc họp phải tối thiểu là trên 50% số người họp đồng ý đối với từng hộ nào là xứng đáng cũng như là thực chất cần được hỗ trợ để xây dựng đợt này. Trong 2 năm tiếp theo, ngân sách nhà nước sẽ phân bổ thêm cho huyện Bác Ái 19 tỷ 380 triệu đồng để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho người dân. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở chắc chắn không dừng lại ở con số thống kê theo chương trình mà sẽ có phát sinh. Do đó, nguồn lực của nhà nước phải đi kèm với sự đóng góp của xã hội và người dân. Vận động hỗ trợ được từ các cái sự ủng hộ khác sẽ ưu tiên và qua đó để tạo điều kiện cái sự thi đua vượt khó cũng như là ủng hộ của tất cả cộng đồng trong cái việc xây dựng nhà, động viên những cái hộ mà thực sự là có cái mong muốn thoát nghèo cũng như là cộng đồng trách nhiệm để vươn lên, tránh trường hợp là ỷ lại chờ đợi. Xóa nhà tạm cho người nghèo không chỉ cụ thể hóa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là nền tảng để giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, khơi dậy phát huy nội lực từ chính người dân mới là cách thức giúp người nghèo thoát nghèo một cách bền vững nhất. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông, đến nay toàn tỉnh có 450 cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập liên thông kết nối với trục văn bản quốc gia. Trong đó có 19 sở ngành, 8 ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 71 xã phường thị trấn, 352 đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, 100% văn bản liên thông 4 cấp được gửi nhận và môi trường điện tử đảm bảo theo quy định. Qua đó góp phần thay đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai minh bạch phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Bên cạnh đó còn tạo thuận lợi cho các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, tiến độ, kịp thời đôn đốc nhắc nhở thực thi nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác, thuận lợi, chất lượng. Ngoài ra, việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ trung ương đến địa phương là nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ trung ương đến địa phương. Hàng năm ở Quảng Ngãi, vào dịp nghỉ lễ Tết, xảy ra nhiều trường hợp chết đuối thương tâm tại các bãi biển, khu vực thác suối. Cơ quan chức năng đã có cảnh báo, nhưng nhiều người dân, nhất là học sinh sinh viên, vẫn tắm biển trong thời tiết xấu. Nhiều điểm tắm không có người quản lý, cứu hộ, dẫn đến nhiều vụ đuối nước đau lòng. Những năm qua, tại các vùng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.
tại điểm du lịch không có người theo dõi cứu hộ. Các bãi tắm, nạn nhân bơi quá xa, gặp luồng nước xoáy nên bị kiệt sức, không thể quay lại bờ. Thời tiết diễn biến bất thường gây sóng lớn, nhiều vòng xoáy tạo ra vực sâu nguy hiểm. Thì cái khu vực biển này là thường nó có 5 đến 7 điểm là nó có cái vùng ô xoáy. Nếu mà khách lạ đến thì không biết xuống tắm và trúng lúc cái nước lên mạnh thì nó sẽ rút vào ô đó gây rất là nguy hiểm. Thì trong thời gian đấy thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như là rà soát cắm lại hệ thống biển báo ở các khu vực ô gây nguy hiểm nó trên. Dịp nghỉ lễ tại các bãi biển có rất đông du khách, học sinh, sinh viên tắm biển. Các khu vực tắm, trang thiết bị chưa được đầu tư đúng mức nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ý thức tự bảo vệ của người dân, nhất là học sinh chưa tốt. Nhiều người tắm ở khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk đang xác minh xử lý xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy xa hành trình, vượt ẩu, ép người đi xe máy ngã trên quốc lộ 14C, đoạn qua tỉnh Đắk Nông đang được chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Theo Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, xe khách trên mang biển kiểm soát 47B-02066 được cấp phù hiệu tuyến cố định chạy tuyến bến xe Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đi bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Xe có lộ trình chạy qua tỉnh Đắk Nông trên đường Hồ Chí Minh, còn vị trí xe chạy ẩu gây tai nạn lại trên quốc lộ 14C là chạy sai hành trình. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một xe giường nằm của nhà xe Tuấn Anh vượt ẩu trên tuyến quốc lộ 14C, ép người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường. Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào trưa ngày 29 tháng 1 và được camera hành trình của một xe con phía sau ghi lại. Vào thời điểm trên, xe khách này chạy tốc độ cao, bấm còi inh ỏi rồi vượt một xe con. Lúc này, xe khách gặp một xe tải đi chiều ngược lại, nên tài xế đánh lái tấp vào và ép người đi xe máy lao vào lề đường, té ngã. Rất may xe con đi phía sau thắng kịp. Theo lãnh đạo bến xe Krông Anna, ngày 29 tháng 1, bến có cấp lệnh cho xe khách trên đi bến xe miền Đông. Xe này không có hành trình di chuyển trên quốc lộ 14C. Rất có thể tài xế chạy lộ trình này để rút ngắn thời gian. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.